Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Có một số người ở tại Việt Nam đã nói với Lisa rằng họ đã bị nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đến cướp nhà, cũng như là cướp đất, cũng như là đánh đập. Bây giờ không biết gặp ai chị ơi. Thì Lisa sẽ cho các bạn số điện thoại của đường dây nóng. Nếu mà ở tại Việt Nam, những người Cộng sản Việt Nam, hoặc là họ cho giang hồ, hoặc là họ cho công an đến mà đánh đập các bạn, các bạn có thể, các bạn quay video được, hoặc là có những bằng chứng càng tốt, hoặc là có những người nhân chứng càng tốt, quý vị hãy nên liên lạc với số điện thoại của lãnh sư quán Mỹ ở tại Việt Nam, cũng như lãnh sư quán Úc, lãnh sư quán Anh, để họ kịp thời họ có thể họ báo lên nhân quyền về vấn đề chà đạp nhân quyền của các bạn nha. Số điện thoại là 0438 50 500. Lisa nhắc lại nha, đây là số đường dây nóng 0438 50 500. Các bạn gặp anh Đức, hoặc là anh Mạnh, hoặc là gặp anh Davis của tòa lãnh sứ quán coi về nhân quyền nha. Rồi kế tiếp nữa, chị ơi, chị cho em hỏi xem coi như thế nào. Hiện tại em rất là hoang mang, em đang buôn bán và sinh sống ở ở chợ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lisa đã nhận được một cái lệnh là họ muốn đập phá cái chợ Tân Bình này rất là lâu rồi, để mà họ xây thành một cái trung tâm thương mại và họ cho những người nước ngoài tào khựa vào. Còn nếu những người Việt Nam mà vào chợ Tân Bình bán thì họ thét lên cái giá có thể là 2 tỷ đồng một chỗ ngồi. Bởi vậy mà cho nên những người mà thương nhân cũng như là doanh nhân làm đang buôn bán ở chợ Tân Bình hãy nên cẩn thận nha, phải thật là cẩn thận, coi chừng họ cài giang hồ vào, hoặc họ giả vờ họ đốt cái chợ Tân Bình này để họ xây thành một cái khu trung tâm thương mại. Bởi vì những người dân ở chợ Tân Bình, người ta từ đó tới giờ người ta sinh sống, cho nên bây giờ họ muốn tìm cách mà họ phá thì không thể nào dễ, bởi người dân phản đối quá mạnh đi, cho nên coi chừng họ dùng cái thủ đoạn để mà họ đốt cái chợ Tân Bình. Cho nên những người tiểu thương hãy cẩn thận, nếu ai không nghe những lời của Lisa mà dự trữ hàng quá thật là nhiều ở chợ Tân Bình thì coi chừng trong một đêm sẽ trở thành tro bụi, rồi lúc đó mà ngồi mà than mà khóc. Bởi Lisa đã nhận được một cái tin, sớm hay muộn họ cũng đập phá cái chợ Tân Bình, sớm hay muộn họ cũng đốt cái chợ Tân Bình để họ xây thành một trung tâm thương mại. Và mỗi một chỗ ngồi mà người dân ở trong chợ Tân Bình đó là họ sẽ hét lên cái giá từ 2 tỷ đồng trở lên cho một chỗ ngồi nha. Cho nên tất cả những người nào mà đã vấn đề là buôn bán trong chợ Tân Bình hãy nên cẩn thận nghe lời của Lisa, nghe chưa. Chị ơi, chị cho em hỏi, nếu mà em vi phạm giao thông hoặc không vi phạm mà cảnh sát giao thông giữ xe em thì em phải làm sao, có nhận về xe được không? Cái chuyện này cả người dân Việt Nam ai ai cũng đều biết cả nha. Em hỏi chị câu hỏi này chắc em cũng đã biết rồi. Những cái xe mà vi phạm đưa vào trong là nó luộc sạch sẽ hết. Thậm chí xe nào còn ngon nó đem ra ngoài, nó chia chác với nhau, nó chạy ngời ngời mà người ta đã nhìn thấy xe của người ta, thấy số xe của người ta la làng nhưng mà cũng không được gì hết. Cho nên khi mà nó giả vờ nó tịch thu xe hoặc nó giữ xe thôi, nhưng mà nó giữ thật sự ra là nó lột hết xe em mà không đắt tiền, thì nó lột những đồ phụ tùng của em ra. Khi em làm giấy tờ lên lãnh xe về chỉ còn một cái khung thôi, một cái sườn thôi. Còn xe em mà tốt tốt đó là bắt đầu là nó kiếm chuyện, nó giữ rồi bắt đầu nó đưa cho dòng họ, hoặc nó bán rẻ bán mắc ra ở bên ngoài cho người ta chạy. Đây là một cái chiêu bài và một cái chiêu thức mà ăn cướp, vừa ăn cướp mà vừa la làng nha. Chị ơi, chị cho em biết rằng tại sao mà nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cho những người dân phòng đi hốt hàng hóa của những người bán vỉa hè vậy chị? Đây là một cái âm mưu mà chị trả lời cho mọi người dân Việt Nam biết là của thằng Tàu Cộng. Nó muốn tiêu diệt tất cả những cái nguồn sống của người dân Việt Nam. Từ cha sanh mẹ đẻ người ta đã ngồi bán một cái xe nước mía hoặc một cái xe bánh mì không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng nó diện cớ là chiếm lòng lề đường để nó bắt sạch
để nó phá sạch, nó làm cho đời sống của người dân Việt Nam phải thật là bần cùng, thật là thê thảm như vậy, để không còn sống nổi nữa, để nó diệt chủng. Nếu người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ thì nó sẽ làm như vậy. Đây là ảnh hưởng tới những người nghèo, họ không có tiền mua chỗ, cho nên họ đành phải đi ra bán hàng rong. Họ triệt tiêu như vậy là họ triệt tiêu cái thành phần nghèo trước, họ diệt chủng trước, rồi mới tới trung lưu, rồi mới tới thượng lưu. Nha. Bởi vậy mà cho nên tại sao mà họ lại làm mạnh tay như vậy? Thậm chí có một cái chị bán cam thôi mà họ lại cầm hai tay thảy lên trên xe như là tội phạm. Bây giờ không bán ở vỉa hè họ lấy gì họ sống? Họ không có tiền để mua một cái chỗ ngồi lên tới 1 tỷ đồng tiền Việt Nam ở trong một cái khu chợ, hoặc là có cái chỗ ngồi thì lấy gì họ sống? Cho nên họ không còn sống nữa thì họ sẽ chết, hoặc là họ sẽ làm những cái điều gì đó mà vấn đề là gây túng quẫn, họ tự sát, họ chết. Cho nên họ chỉ đưa ra cái chiêu bài là chiếm lòng lề đường, chỉ là cái giả bộ mà thôi, cái giả tạo mà thôi, để cho triệt tiêu tất cả những người bán hàng rong phong tục ngàn đời của Việt Nam, để sau này người dân Việt Nam đi ra đường không thấy một nơi nào bán đồ ăn dạo hết, thì tất cả đều vào siêu thị. Mà siêu thị là trong tương lai cũng là hàng hóa của Tàu Cộng nó ồ ạt qua. Thí dụ như là một buổi sáng nó làm 7.000 ổ bánh mì nó để trong siêu thị, thì các bạn muốn ăn bánh mì vào siêu thị mà mua bánh mì ăn. Hoặc là 7.000 tô cháo nó múc sẵn nó để như vậy đó, bắt đầu lần nhào vô đó mà mua ăn, chứ không còn những cái quán xá ở bên ngoài mà vấn đề là nấu cháo hay gì bán cả. Nó sẽ đưa tất cả mọi người này đi vào một cái nơi đó, rồi tự nó kiểm soát với nhau, nó chăn dắt với nhau, bán bao nhiêu tô phải trả tiền cho nó. Đây là cái mưu đồ mà nó muốn, vấn đề là quản lý nó siết luôn. Cho nên nhiều người hỏi Lisa ơi Lisa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vào WTO, cho nên không biết họ có đổi tiền hay không. Thì Lisa xin trả lời với các bạn rằng thằng Cộng sản Việt Nam nó vào WTO hay nó không vào WTO, thế giới cũng không công nhận. Bởi cái nền kinh tế của nó hiện bây giờ là nền kinh tế hoàn toàn, nhưng mà là không có gì mà cởi mở cả. Cho nên nếu như mà những cái người mà những cái nước mà người ta gia nhập WTO, người ta đã vấn đề là phát triển giống như Miến Điện, người ta cải cách về chính trị. Còn thằng Cộng sản Việt Nam nó ngu xuẩn, nó dốt nát, cho nên dù nó có vô WTO nó cũng không làm được kinh tế nó lên, mà nó càng ngày nó càng thảm bại. Các bạn có thấy không? Bởi vậy mà cho nên đừng bao giờ mà nói với Lisa là vấn đề là cái bằng là nó đưa đi vào nha. Đừng bao giờ mà nói rằng vấn đề là cái bằng là nó đưa đi vào. Rồi, đó là về hàng hóa. Chị ơi, nếu họ hốt đi những hàng hóa ở lề đường như vậy, họ quá tán tận lương tâm, nhưng tại sao người dân Việt Nam mình lại thờ ơ vậy chị? Tại sao người dân Việt Nam mình không đoàn kết? Cái âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam nó không muốn cho dân tộc Việt Nam đoàn kết. Nó muốn cho dân tộc Việt Nam mạnh ai nấy sống thờ ơ với thời cuộc. Hễ người nào mà có ý thức mà vừa lên tiếng là nó chụp đầu ngay tức khắc. Các bạn thấy kể cả luôn những người đấu tranh ở trong nước Việt Nam cũng vậy. Họ bắt bớ vô, họ hăm dọa, họ bắt phải ghi tờ cam kết là không chống lại họ nữa. Cho nên sau khi mà được mời lên làm việc thì họ về. Các bạn thấy những cái lập trường của họ nó bị xáo trộn, nó quay đi 180 độ. Không riêng gì bất kỳ ai ở Việt Nam cũng như vậy cả. Kể cả anh Dưa Leo bây giờ cũng vậy. Sẽ không bao giờ nói mạnh miệng hoặc là nói bằng cái con tim của mình. Bởi khi nó kêu lên làm việc là nó đã có một cái gì đó, nó hăm dọa con người ta, nó bóp nghẹt con người ta rồi, nó đè đầu con người ta, nó chĩa súng vào đầu rồi. Cho nên dù cho bây giờ có ra đời, có nói cũng không bao giờ mạnh miệng được. Bởi vì sống trong một cái chế độ mà nó độc tài cai trị thì nó như vậy đó. Cho nên các bạn thấy như Lisa, Lisa ở bên đây, Lisa muốn nói gì Lisa nói. Lisa không sợ bất kỳ một thế lực nào. Lisa không sợ bất kỳ một cá nhân nào. Nó khác với người dân ở trong nước. Các bạn đang bị, vấn đề là kêu bằng là kìm kẹp bởi một cái bộ máy, một cái đảng mà nó quá ư là khốn nạn. Các bạn thấy rằng Nguyễn Phú Trọng nó còn tuyên bố là quân đội phải tuyệt đối là phải là vấn đề là trung với đảng. Các bạn thấy rõ ràng hay không?
Mà trong khi đảng bây giờ thằng Nguyễn Phú Trọng là nó đang chuẩn bị dần dần nó bán nước cho Tàu Cộng. Mà bây giờ nó bắt là quân đội là phải trung thành với đảng. Thằng nào không trung thành với đảng, có những cái ý định nào đó thì nó sẽ dẹp trừ hoặc là nó áp sát. Lisa nghe nói rằng đó là thằng công an vấn đề là kêu bằng đó là Nguyễn Đức Chung đó, nó đang bị ung thư thời kỳ cuối. Thì Lisa cũng mong có thằng này mày chết đi để mà tao cầu an cho, tao cầu siêu cho mày, tao hài tội mày đó. Thằng này cũng là một thằng súc vật vô cùng, rất là ác độc nha. Rồi, cho nên nó là Lisa trả lời cho các bạn như vậy. Tất cả những người ở Việt Nam đều bị áp lực bởi Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Không ai mà không bị áp lực khi sống trong một cái chế độ mà họ không bao giờ có tự do và dân chủ. Cái quan trọng là toàn dân Việt Nam có đoàn kết thành một sức mạnh hay không, để đòi cái quyền chính đáng của mình hay không. Còn nếu người dân mà vẫn thờ ơ như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thành công. Bởi họ đưa những cái thành phần giang hồ tục tử lên trên mạng, giống như là cái thằng Phạm Luân, Phạm Leo gì đó, lên trở hù dọa đôi kia chửi bới để mà răng đe tất cả một đàn cù ở Việt Nam. Cho nên đảng sẽ sử dụng những tên giang hồ này để mà lên trở, để mà la làng, để mà gầm gừ trên trở, giống như một con cọp gì đó gầm thét ở trong một cái khu rừng, để mà cho các loài muôn thú nó đều sợ sợ. Những tên giang hồ này, những tên dư luận viên này là đều được bao bọc bởi đảng. Đảng cho họ gậy sắt, cho họ roi sắt, cho họ đủ thứ hết, để mà họ thẳng tay để mà đàn áp và đánh đập bất kỳ một tiếng nói lương tâm nào ở trong nước dám cất tiếng lên. Mà nếu mọi người dân ở Việt Nam mà đều sợ sợ hết thì đang sống trong một cái vấn đề là kêu bằng là một cái chuồng. Nha, đang sống trong cái chuồng. Chị ơi, tụi em là ngư dân ở Cà Mau, ở Vũng Tàu. Được biết là đảng, nhà nước cũng như là chủ tịch ở khu vực của em đã thông báo sẽ cung cấp xăng dầu cho tụi em không tốn tiền, để kêu tụi em ra ngoài Hoàng Sa đánh bắt cá cũng như đi vòng vòng các đảo đó. Đảng nó không dám ra, cảnh sát biển nó không dám ra. Chị trả lời cho tất cả những người ngư dân mà lắng nghe tiếng nói của Lisa cẩn thận. Bây giờ nó không dám đụng thằng Tàu thì nó xúi dân đi ra ngoài để mà chọc tức thằng Tàu. Để Tàu có giết là giết dân Việt Nam. Đây là một cái tình trạng mà khốn nạn vô cùng. Cho nên bây giờ nó giả bộ nó cho xăng dầu không như vậy để cho các bạn chạy ra ngoài Hoàng Sa. Các bạn lú đầu ra đi, nó bắn các bạn dân dân rồi đừng có tiếc, đừng có khóc. Cho nên thôi dẹp qua một bên đi. Bây giờ mà nó có cấp Tàu cho, nó có đưa xăng dầu cũng đừng bao giờ mà đi lú đầu ra ngoài. Bởi lú đầu ra ngoài là chết. Cảnh sát biển của thằng Cộng sản, của thằng Đảng Cộng sản mà ra đó nó còn rượt cho chạy. Thiếu điều muốn là vấn đề là kêu bằng là hí còi, muốn té địch ra ngoài. Mà huống hồ chi là các bạn những cái chiếc thuyền, những chiếc tàu nhỏ đi đánh bắt cá mà dám lú đầu ra Hoàng Sa sao? Nó bắn dân dên luôn đó, chứ đừng có bài đặt nha. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đó họ rất là lưu manh. Họ tưởng người dân Việt Nam thời buổi này là ngu giống ngày xưa để mà đi ra làm con chốt thí cho họ. Cho nên tuyệt đối không bao giờ nhận bất kỳ xăng dầu nào mà hỗ trợ từ những cái chính quyền để mà đi ra ngoài Hoàng Sa. Đây là một cái điều hết sức là cẩn thận. Lisa lên tiếng để cho những ngư dân nào, những bà con nào mà vấn đề là kêu bằng là nhẹ dạ mà nhận xăng dầu mà đi ra ngoài Hoàng Sa thì coi chừng sẽ chết không toàn thây nha. Cho nên nó cho xăng dầu thì cũng giả bộ nhận xăng dầu nhưng mà chạy đi ngu ngao sơn giao thủy chơi vậy đó. Chạy vòng vòng ở trong bờ vậy thôi, đánh bắt cá trong bờ vậy thôi, khôn ngoan. Có người vô nói với Lisa, ơi nó cũng phát xăng dầu cho em cũng giả bộ em đi ra mà em đâu dám ra đâu chị. Em đâu ngu ra, em đã coi trên mạng em biết rồi. Cho nên nó phát xăng dầu em cứ chạy từ đây dài lên, cặp theo vấn đề là bờ biển mình vậy đó. Để mà em kiếm đánh bắt cá thôi, còn không có thôi về cũng xong thôi, xin dầu tiếp. Thì cái này thì được đó. Cho nên tất cả nó đưa cho xăng dầu thì cứ đổ vô mà chạy vòng vòng ở trong bờ thôi. Chớ bao giờ giả dột mà đi ra ngoài Hoàng Sa hoặc là lú ra Trường Sa nha.
thằng Tào Cộng nó đã in trên cái tem của nó là Hoàng Sa, Trường Sa là của nó, thì trong tương lai những người hải quân nào đóng ở ngoài Trường Sa cũng phải cẩn thận đi, nó sẽ làm cỏ trong vòng một đêm mà thôi. Với chính sách của vấn đề là kêu bằng là Donald Trump bây giờ đã vấn đề là kêu bằng là liên kết sau 40 năm với Tổng thống Đài Loan, và bà Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã bắt đầu là kêu gọi đi vấn đề là vào lính thanh niên cũng như tuổi trẻ của Đài Loan đã đi vào lính rồi, thì chắc chắn thằng Tàu nó sẽ nổ bùng lên cái cuộc ở tại Biển Đông. Đầu tiên nó sẽ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, tại vì Hoàng Sa đã chiếm rồi, nó sẽ quách bật để nó lấy luôn cái Trường Sa này nữa, bởi nó không tin tưởng thằng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nó lấy cái Trường Sa này rồi để mà nó chuẩn bị nó khiêu chiến với Hoa Kỳ với các nước đồng minh, và bây giờ Hoa Kỳ cũng đang trong tình thế không công nhận Trung Quốc là một nước mà họ ủng hộ cho tất cả các cái vấn đề là nơi mà Trung Quốc từ đó tới giờ chiếm đóng đều phải trả lại cho họ. Chẳng hạn như Hồng Kông cũng đã đi qua bên đây gặp, họ có thể làm thành một chính quyền của Hồng Kông ở tại Macau, ở tại Đài Loan, hoặc trong tương lai ở tại Tây Tạng họ cũng sẽ thành lập một quốc gia riêng dưới sự bảo trợ của thế giới, có thể là Mỹ, có thể là Anh, cũng có thể Anh Quốc sẽ trở lại Hồng Kông, hoặc là hỗ trợ cho người dân Hồng Kông, một chính quyền Hồng Kông đứng lên để mà thân giới với người thế giới Tây Phương. Bởi vì người ta không bao giờ người ta thích sống với cái chế độ mà ăn cướp của Cộng sản cả. Cho nên thằng Trung Quốc bây giờ nó rất là điên tiết. Chỉ có thằng Cộng sản Việt Nam vì quá sợ mất cái quyền hành của mình, cho nên mới cúi đầu qua để mà muốn dâng cái đất Việt Nam này cho thằng Tào Cộng. Chỉ vậy mà thôi. Nha, cho nên cẩn thận. Thời cuộc chuẩn bị càng ngày nó càng diễn ra. Báo cho các bạn Việt Nam biết rõ rằng là đảng Cộng hòa Donald Trump đã thắng cử vẻ vang ngày hôm qua, khi ông này đã ly vào chính thức 19 tháng 1, tức là qua Tết rồi, 2017, ông ta đã vào trong vấn đề là White House. Ông ta làm việc 100 ngày đầu tiên là ông ta luôn quan tâm đến thằng Tào Cộng, có thể cuộc chiến sẽ nổ ra. Sẽ nổ ra. Nếu thằng Tào Cộng mà ngông cuồng thì sẽ nổ ra. Còn nếu thằng Tào Cộng mà không ngông cuồng, không có vấn đề là khiêu khích, thì nền kinh tế của thằng Tào Cộng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tất cả những hàng hóa cũng như hãng xưởng của Mỹ đang lần lượt rút khỏi thằng Tào Cộng. Và bây giờ Hoa Kỳ đang liên kết với các nước nghèo trong khu vực, chẳng hạn như là Indonesia, Malaysia, hoặc thậm chí các nước bên châu Phi, để mà họ đem hãng xưởng qua để giúp đỡ cho những người dân ở bên đó có công ăn việc làm và sản xuất với vấn đề là cái bằng là hàng hóa để đem vào Mỹ để thu nhập. Không riêng gì của thằng Tào Cộng nha. Chỉ có thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam là ngu xuẩn và dốt nát mới là bưng bô cho thằng Tào Cộng mà thôi. Hoa Kỳ đã đặc biệt quan tâm, nhưng mà nó âm mưu nó lấy đồ đạc của thằng Tàu để nó dán cái mạc là của Việt Nam để nó đem qua bên Mỹ đã bị lộ chân tướng hết rồi. Từ thép cho tới quần áo mai mặc cho đến những cái sản phẩm mà để Made in Việt Nam là đều là có nguồn gốc từ ở bên Tàu Cộng cả, hoặc là những thương lái của Tàu Cộng qua Việt Nam để kêu gọi những người dân Việt Nam làm công cho họ. Từ những cái cà phê pha sẵn hay là từ những cái nước uống Tân Hiệp Phát đều là những này là của thằng Tào Cộng. Hoa Kỳ đã nhìn thấy rõ ràng, cho nên Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho bất kỳ một hàng hóa nào của thằng Cộng sản Việt Nam được đi vào đây, kể cả gạo của thằng Cộng sản Việt Nam. Lisa đã họp hôm qua và Lisa đã biết được như vậy nha. Thứ nhất là cái gạo của Việt Nam họ để một cái loại thuốc quá liều lượng. Thứ hai nữa là họ bón phân không đúng với quy trình. Hạt gạo chứa rất là nhiều những cái chất mà vấn đề là làm cho con người ăn nó gây tới ung thư, cho nên không thể nào lọt vào Mỹ được. Kể cả Thái Lan là cái nước mà xuất khẩu gạo đứng hàng thứ nhất, họ kiểm tra về chất lượng cỡ nào mà bây giờ vô trong Mỹ cũng còn khó khăn, chứ đừng nói tới Cộng sản Việt Nam nha. Mà các bạn biết là gạo là đứng hàng thứ nhì mà để xuất khẩu cũng như là hàng mai mặt, mà khi Hoa Kỳ đã vấn đề là phong tỏa cũng như là ở tại châu Âu phong tỏa, thì thằng Cộng sản Việt Nam chỉ có con đường chết. Mà nếu nó con thằng Tàu nó sẽ đột đổ tiền ra để nó mua những cái gạo thật của Việt Nam để nuôi dân của nó, và nó đưa gạo cao su trở ngược lại để nuôi người dân Việt Nam, để cho người dân Việt Nam chết. Bởi vì Hoa Kỳ đã tính rồi,
1.500.000.000 dân của thằng Tào Cộng, mỗi một ngày một người ăn chỉ được khoảng chừng 1 kg thôi, thì 1 kg gạo mỗi một ngày, thì mỗi một ngày thằng Tào Cộng nó phải tiêu hao 1.500.000.000 ký lô gạo. Thì các bạn tính đi, một ngày thôi thằng Tào Cộng nó nuôi dân của nó không đó, nó tốn tới mức độ nào. Cho chưa tính đồ ăn, chưa tính gì hết, chỉ tính tiền gạo thôi đó, người ta trung bình thôi đó, thậm chí là người ta chia ra trung bình thôi, mỗi người ăn chỉ có vấn đề là 2 lon gạo thôi, tức là nửa ký lô thôi. Thì bây giờ nó 1.500.000.000 thì mỗi một ngày nó phải chịu, vấn đề là kêu bằng là phải chịu nhập vô là bao nhiêu triệu ký, cho phân nửa cái số 1 tỷ đó thì nó một nó phải nhập vô đó là gần hơn 1 tỷ ký lô gạo. Nhưng mà thằng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn ngu xuẩn, hoàn toàn ngu xuẩn. Bởi vì khư khư muốn ôm cái đảng chó đẻ, muốn ôm cái đảng độc tài để đè đầu cởi cổ người dân. Nhưng mà những cái quyền lợi hoặc những cái âm mưu họ hoàn toàn không biết. Kể cả quân đội bây giờ cũng vậy, hoàn toàn không biết được những cái mưu mô chính trị sâu xa. Nha. Rồi. Chị ơi, chị có hay tin gì không? Trung Quốc đã in tem có Trường Sa và sao rồi, cái này Lisa biết rồi. Lisa ơi, tôi xin gửi Lisa tạm thời giấu tên. Lisa, tôi rất là buồn. Tôi là một người đã từng dạy học gần 20 năm nay, nhưng mà bây giờ trường không trả lương cho tôi đã hơn 16 tháng rồi, không biết như thế nào. Nó hết tiền rồi. Mình đi dạy mà nó không trả một tháng là mình hãy nên tìm trường khác hay là mình tìm công ăn việc làm. Tại sao mà ngồi dạy trong tổng tới 16 tháng? Đây là cái sự ngây thơ của người dân Việt Nam, Lisa đáng trách nha. Không biết anh hay là chú, bởi vì nếu dạy 20 năm chắc lớn tuổi hơn Lisa là cái chắc rồi đó. Nhưng mà tại sao mà nó không trả lương mày ngồi trong tổng mà dạy tới 16 tháng trời, Lisa không hiểu được. Thậm chí hôm qua có một cái vấn đề là kêu bằng là thằng chủ của cái hãng mai gì đó, nó ẩm tiền, nó trốn, nó phá sản đi rồi. Những người công dân bây giờ, những công nhân bây giờ khóc la làng lên là bởi vì vô tổng mai cho nó ngồi, nó cứ dụ hoài cho tới cuối năm nó mới trả tiền. Mà không hiểu tại sao mà người dân Việt Nam mình lại ngây thơ, lại khờ khạo tới mức độ như vậy, Lisa không hiểu được. Khi mà một tháng trời là nó không trả lương là mình đã biết nó như thế nào rồi, mà tại sao để nó lừa gạt cho tới cả năm trời mới trả lương như vậy, mà vẫn còn ở trong tổng mà làm lụng như vậy, Lisa không hiểu nổi được. Lisa không bao giờ vấn đề là cái bà là nói được. Chị Quỷ kết bạn với nick Lisa Phạm mà an ninh mạng giả danh đi chị. Kết bạn với nick đó coi chừng bị chặn clip và phá clip đó. À, thì Lisa sẽ chặn hết những cái nick Lisa Phạm nào mà vấn đề là nó ép chị vô. Chị sẽ vấn đề là tìm ra là chị sẽ vấn đề là cái bằng là vấn đề là phá hết. Chị nhớ chứ đâu có ép nick nào Lisa Phạm đâu. Những cái nick Lisa Phạm chị không có ép vào. Tự nó cái vấn đề kết bạn với chị chứ chị không có kết bạn với nó. Chị sẽ vấn đề là sao? Chị sẽ vấn đề là quỷ kết bạn với nó. Bởi cho nên nó Lisa không hiểu được là tại làm sao? Tại làm sao mà người dân Việt Nam mình lại ngây thơ mà khờ khạo tới mức độ như vậy, Lisa hoàn toàn Lisa không hiểu được. Người ta không trả cho mình một tháng lương là mình tìm cách mình rút đi liền chứ đâu có cớ nào mà đã là một thầy giáo, đã là vấn đề là kêu bằng là có kiến thức, có nhận thức rồi, mà tại sao phải đi vô mà vấn đề là ngồi đó mà làm công chùa mà dạy 16 tháng mà không có lương như vậy. Trời ơi, chỉ cần 3 tháng không có lương là làm sao sống nổi, mà tại sao mà lại cam chịu tới mức độ mà 16 tháng trời mà không trả một đồng lương nào, mà cũng phải vấn đề là kêu bằng là đi tới trường để mà dạy dỗ như vậy. Lý sao hoàn toàn không hiểu được. Kể luôn cả những người dân ở tại Việt Nam mình cũng vậy, công nhân cũng vậy. Người ta không trả cho mình một tháng trời, hai tháng trời là mình biết có vấn đề rồi. Tại làm sao mà lại để cho họ dụ làm cả năm trời,
cho gần tới cuối năm thì họ lại ẵm tiền, họ bỏ, họ chạy, họ trốn như vậy. Cái điều này không xảy ra bây giờ mà nó đã xảy ra từ 3 năm nay, từ 4 năm nay như vậy rồi. Kể cả các người ở nước ngoài, những chủ hãng ở nước ngoài họ cũng ẵm tiền vào cái dịp cuối năm họ đi, họ không trả một đồng xu các bạn nào hết. Mà người dân Việt Nam vẫn còn ngây thơ, vẫn còn khờ dại. Thấy tội nghiệp người dân vô cùng. Bởi giống như cái video trước Lisa nói đó. Bây giờ đi ra ngoài đời thì không có công ăn việc làm. Cho nên bây giờ đi vô làm chỉ mong rằng giống như là hên xui trúng số thôi. Nếu mà nó không làm ăn được thì cuối năm nó đưa lương cho mình. Còn nó không có tiền lương thì nó bây giờ nó giật nó đi như vậy thì phải chịu ôm đầu máu mà khóc. Mày chịu làm không? Dạ con chịu. Mày làm từ đây tới cuối năm có phải trả lương chịu không? Dạ chịu. Rồi về nhà mượn tiền mượn bạc nó kia để mà những này là cái bằng là ăn xài. Để mà hy vọng cuối năm lãnh số tiền ra để trả nợ cho người ta. Rốt cuộc bây giờ nó ẵm đi như vậy rồi thì cả như xong. Ta nói nó bóc lột quá hả, tận xương tận tủy của người Việt Nam ngay bây giờ nha. Chính trị thì nó không cho nói, nó chỉ đưa sách ra nó dạy về chính trị, tức là nó tuyên truyền một chiều là phải yêu bác yêu đảng thôi, bắt phải học. Nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam cũng phải học, thầy cô giáo cũng vậy, bắt phải đi học thêm, phải đóng tiền thì mới cho điểm cao. Còn mày không đi học thêm là dù mày có học giỏi cỡ nào thì làm bài mày cũng 2 điểm hoặc 1 điểm, cho kệ mẹ mày, cho mày bỏ tật, mày không chịu học thêm hả? Trong cái chế độ này đó, học thêm với tao, đưa tiền cho tao thì tao bắt đầu là tao chấm điểm cho. Còn mà mày không học thêm hả, mày ỷ lại mày học giỏi hả? Hả? Mày học giỏi cỡ nào? Mẹ mày học giỏi cỡ nào tao cũng chấp mày 2 điểm đó, dù mày làm đúng tao cũng chấp mày 2 điểm đó, mày làm gì tao? Mày chịu bỏ tiền ra học thêm không? Về kêu má mày dai tiền cho đi học thêm. Còn mày không đi học thêm là mày 2 điểm, mày ở lại lớp luôn. Mày là học sinh giỏi kệ mày, mày chỉ thị của Đảng Cộng sản, chỉ thị của Bộ Giáo dục đưa ra đâu có cần nhân tài. Mày học giỏi để sau này mày đứng lên mày chống đối à? Mày học giỏi để mày biết được cái chế độ này, sau này mày giống như là tụ tập với xã hội dân sự, mày làm những nhà dân chủ đồ kia à? Cho nên đâu có cho mày hiểu được nước chứ biết như vậy. Cho mày ngu, cho mày ngục, khỏi cho mày học, biết đọc biết viết là được rồi. Thậm chí bây giờ mày vô trường học đó, thay vì những cái môn anh văn đó, rồi bây giờ vô là học tiếng Anh được, kia là giờ dẹp mẹ ra đi, giả bộ diện cái cớ là học tiếng Tàu để Tàu đừng có ăn hiếp, rồi bắt đầu là cho học tiếng Tàu luôn. Trong tương lai đó là kêu bằng là bỏ mẹ tiếng Anh, chỉ có người Tàu cộng đó là họ biết tiếng Anh thôi, họ dạy tiếng Anh ở bên Tàu cộng, bây giờ họ đưa tiếng Anh vào trong giảng đường của họ cho học sinh của họ học. Còn nước Việt Nam mình thì bây giờ lại lấy tiếng Tàu là ngôn ngữ chính. Mà trong khi tiếng Anh đó là English, là người ta phổ biến 196 nước trên thế giới. Các bạn đi bất kỳ nước nào, các bạn không có biết đường hoặc các bạn không có biết gì, các bạn cũng phải nói tiếng Anh văn người ta mới hiểu. Sẽ có người để mà người ta những này là thông dịch ra về cái những cái gì mà bạn muốn cần. Chứ không có ai mà đem tiếng Tàu ra trên thế giới này cả. Chỉ có 1-2 nước thôi. Chẳng hạn như là tại Tàu Cộng nè, rồi tại Hồng Kông nè, rồi Đài Loan được kia đó là người ta sử dụng bằng tiếng Tàu. Nhưng mà khi ở bên thế giới không ai đem tiếng Tàu ra để làm tiếng quốc tế cả. Kể cả tiếng Pháp mà người ta còn không đem vào được. Cho nên chỉ đặc biệt có một mình ơn là tiếng Anh là làm ngôn ngữ chính của quốc tế. Bởi vì người Anh và người Mỹ người ta xài chung một ngôn ngữ. Người Úc cũng vậy, Canada cũng vậy. Ngay cả ngôn ngữ tiếng Pháp người ta cũng như này là kêu bằng là trên thế giới có nước xài có nước không luôn. Cho nên người Pháp qua Mỹ họ vẫn phải nói bằng tiếng Anh, bằng English. Vậy mà ở Việt Nam bây giờ nó đưa tiếng Tàu vào để thay thế Anh văn hết. Tại sao vậy? Bởi vì nó sợ những tuổi trẻ Việt Nam biết tiếng Anh rồi lên đây đọc những cái tài liệu của quốc tế, người ta giải mã, người ta phiên dịch ra bằng tiếng Anh. Cho nên họ rất sợ, họ muốn để cho dân Việt Nam phải u mê, phải ngu độn như vậy để biết tiếng Tàu, để sau này học lịch sử của Tàu và từ từ họ lòng vào nước Việt Nam là một tỉnh lỵ của Tàu, rồi phải cúi đầu để mà chịu trở thành một cái tỉnh lỵ của Tàu. Chứ không biết một cái gì ở bên ngoài, không biết tiếng Anh, không có biết gì hết trơn. Bởi vì học tiếng Anh lên trên mạng này, rồi phá bức tường lửa vô đọc những cái tài liệu bằng tiếng Anh không sao? Lòi bóng mặt thật của Đảng ra sao? Cho nên họ đâu có dám cho học tiếng Anh nữa đâu. Cho nên họ đưa tiếng Tàu vào.
Nó là như vậy đó. Nha. Bởi cho nên các bạn, những này là các bạn ở Việt Nam đó, hãy nên chuẩn bị tinh thần. Nha. Nếu cho học tiếng Tàu mà để giao tiếp với nhau thì ai nói không được. Ở ngoài có những cái trường tư đó, cộng đồng của người Hoa ở Chợ Lớn đó, đi vô đó học đi, học để trao đổi với nhau những cái cách xưng hô để nói chuyện mình nghe thôi, chứ đâu cần phải đem vô giảng trường để mà học. Nếu mà học tiếng Tàu để cho người Tàu có nói gì với mình nghe, mình này kia cái nọ, ở Việt Nam cũng có nhiều người, người ta biết tiếng Tàu vậy. Nị hạo chế dục là thịt, chế hia sực phàm được kia, những cái danh từ mà những này là thông dụng được kia, mình học để mình trao đổi, mình tiếp xúc thôi, chứ đâu cần phải đưa vô tới ở trong giảng đường mà học hành như vậy. Đây là một cái điều sai. Cho nên họ ngụy biện rằng là phải học tiếng Tàu để cho nên những này là sau này đừng có để người ta ăn hiếp là hoàn toàn sai. Đây là một cái âm mưu chính trị mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng được. Đây là cái âm mưu chính trị mà muốn đồng hóa nước Việt Nam sẽ trở vào nước Tàu trong năm 2020 để mà những này là hợp pháp hội nghị thành đô. Bởi thằng Tàu bây giờ nó hối dữ lắm rồi, nó mong nước Việt Nam phải đi theo nó dữ lắm rồi nha. Yeah. Lisa không hiểu tại sao. Chị ơi, chị có cho biết về những này là kêu bằng cô Khánh Ly được không? Nghe nói cô Khánh Ly về Việt Nam, show của cô ta tại sao không ai coi hết vậy chị? Thằng Cộng sản Việt Nam nó chơi khăm thôi. Thật sự ra Khánh Ly ngày xưa là một người mà đã từng ca những cái bài nhạc mà một ngày 54 con bỏ nước ra đi, rồi tới ngày 75 con cũng ra đi, 20 năm trời con phải lạc lồi mà xa xứ tố cáo cái chế độ cộng sản. Cô Khánh Ly của chống cộng từ lúc cô còn trẻ tuổi phải nói là thành trì của chống cộng, nhưng không hiểu vì lý do gì khi về già thì cô ta lại đi về Việt Nam. Nhưng mà thằng Cộng sản Việt Nam nó cười khầm ở trong bụng lúc đầu, nó giả vờ, nó cho đi về Việt Nam để ca một hai show. Nhưng mà nó thấy không xong rồi, bắt đầu là cuối cùng nó chặt một cái một để nó làm nhục Khánh Ly thôi. Nó muốn giết chết tiếng nói của Khánh Ly. Cho nên ngày nay Khánh Ly ở trong nước không ai coi. Mà bây giờ cộng đồng hải ngoại cũng phải vấn đề là kêu bằng là lên án bà ta gay gắt tẩy chay. Bởi bà ta là một tiếng nói chống cộng mà đi về Việt Nam để mà hợp tác với cộng sản. Cho nên tất cả những người văn nghệ sĩ nhìn thấy được cái gương của Khánh Ly, thấy rõ ràng chưa? Một tiếng hát mà từng chống cộng đã làm nức tiếng ở hải ngoại mà bây giờ lại đầu hàng cho một cái quân khốn nạn, một cái lũ quỷ, để rồi bây giờ nó phải làm nhục bà ta như vậy. Không riêng gì Khánh Ly đâu, trong tương lai Đan Nguyên hoặc Chế Linh hoặc bất kỳ những người nào mà là người miền Nam Việt Nam mà đã đi qua bên hải ngoại này ca những bài nhạc lính mà ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng giả vờ lúc đầu về họ cho đi ca một hai show, nhưng mà bắt đầu họ cảm thấy có tiền thì họ sẽ làm khó làm dễ, hoặc là họ sẽ chơi một cái màn mà bắt đầu là họ hạ danh dự và uy tín xuống. Bởi vì họ biết khi đi về đó là cộng đồng ở hải ngoại người ta lên tiếng, người ta lên án, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là kêu bằng là bây giờ họ dụ về cho ca một hai show, họ kêu gọi mọi người mua vé, rồi sau đó khi tổ chức thì họ âm thầm họ đến từng nhà họ hăm dọa, họ kêu đừng có đi coi tẩy chay để cho con này nó biết bỏ tật. Nó trả thù thằng cộng sản Việt Nam bên ngoài, nó giả vờ như là ôi trời ơi mình đều là người Việt Nam hết mà, đâu có cần đâu mà phải hận thù đúng không, này kia kia nọ, rồi nhẹ dạ cứ tưởng thằng cộng sản Việt Nam là quân tử, bắt đầu là kêu bằng là đem đầu về, đem đầu máu về thì coi chừng nó quay lại là tiểu nhân. Đối với thằng cộng sản Việt Nam là không bao giờ nó là chinh nhân quân tử, mà nó là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Thằng cộng sản Việt Nam chỉ có tiêu diệt và tiêu diệt mà thôi, không thể nào mà mong thằng cộng sản Việt Nam thay đổi. Tất cả những thằng cộng sản Việt Nam đều là những thằng súc sanh ngoại vật, đều là những thằng thú tính, đều là những con chó mà vấn đề là súc vật, không bao giờ mà vấn đề là nó có cái lương tâm hoặc là lương tri, mà vấn đề là kêu bằng là nó muốn có một cái tấm lòng để mà nó muốn hòa hợp hòa giải dân tộc cả.
Chẳng qua là những người như Lisa ở bên đây nói lên tiếng nói cho đồng bào trong nước Việt Nam nghe. Họ run sợ bởi họ không làm gì được Lisa. Bởi Lisa ở một đất nước cờ qua có tự do ngôn luận. Cho nên lôi những cái tiểu sử của thằng Hồ Chí Minh, là thằng Hồ Tập Chương, là thằng Tào Cộng. Lôi đầu thằng Võ Nguyên Giáp là một thằng hèn tướng. Lôi đầu thằng Lê Dũng là một thằng ngăn sông cấp chợ. Lôi đầu thằng Nguyễn Phú Trọng là thằng tổng lũ. Phải là những đây là cưới bằng bát đất cho Tàu. Lôi đầu tất cả những thằng đã cộng sản ra, chúng không làm gì được Lisa, cho nên chúng giả vờ, chúng tung ra cái chiêu là chúng ta hòa hợp hòa giải. Nhưng mà có những người bên hải ngoại này là hết sức là thiển cận, cứ bắt đầu là kêu bằng là nghe những cái lời ngon ngọt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cứ tưởng rằng là nó thật tâm, nhưng mà thực sự ra không bao giờ mà thằng cộng sản này mà nó thật tâm cả. Một khi mà ai mà chống lại nó rồi là nó phải giết cho bằng, truy cùng đuổi tận giết sạch. Ngay cả người của nó mà nó còn truy tìm, nó còn áp sát nữa thì là các bạn nghĩ đi. Không có cái lý do gì mà thằng cộng sản này khoan hồng. Nếu thằng cộng sản mà nó khoan hồng, mà nó tình người Việt Nam, thì những người đã từng cống hiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không bao giờ mà họ bỏ, họ chạy đi cả. Các bạn thấy không? Bùi Tấn, Dương Thu Hương, Trần Độ cho đến Hoàng Minh Chính, rất là nhiều người. Vấn đề là kêu bằng là phải bị Đảng Cộng sản Việt Nam trù dập, họ muốn giết chết mà họ giết không được, đều đi qua bên Mỹ này cả. Những người này là những người hiểu cộng sản hơn ai hết. Mới đây là Trịnh Xuân Thanh cũng là cái người mà những này là đã từng đem, những này là hối lộ đưa bao nhiêu cặp tát tiền đô la cho những này là những tên quan tham, mà rốt cuộc rồi nó cũng muốn đem ra làm con dê tích thần, muốn giết Trịnh Xuân Thanh bằng cách là cho ở tù rụt xương luôn. Cho nên ông ta tìm đường để mà cao bay xa chạy, xa rời cái đảng chó đẻ đó. Thì chúng ta là người Việt quốc gia, đừng nhẹ dạ mà nghe lời của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa xin nhấn mạnh với tất cả các bạn Việt Nam, thằng Cộng sản Việt Nam không bao giờ nó có tình tự dân tộc, không bao giờ nó nhân đạo với những người là dân tộc Việt Nam đâu. Nó chỉ có giết người và giết người mà thôi. Bởi cái lũ Cộng sản Việt Nam là một lũ khát máu, là một lũ vô thần, là một lũ súc vật. Cho nên không bao giờ mà làm, mà nghe lời Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh sự quán của vấn đề là cái bằng đó là bà gì đó. Bà gì mà vấn đề là cái bằng làm coi về quỹ ban của người Việt ở hải ngoại đó, gọi điện thoại cho Lisa hoặc là gặp Lisa ở trên diễn đàn. Vô PM nói với Lisa, trời ơi, chúng ta đều là người Việt Nam hết. Cho nên dù Lisa có chửi chế độ, có làm gì đi chăng nữa thì thôi, chúng ta cũng cùng là người Việt Nam. Cho nên thôi, Lisa sau khi chửi xong rồi thì Lisa hãy đem tài năng của mình để về Việt Nam để cống hiến đi Lisa ơi. Đảng và nhà nước lúc nào cũng mở vòng tay để đón nhận những người mà vấn đề là kêu bằng đó là giỏi như Lisa vào cả. Lisa cười. Lisa nói, có thật là Đảng Cộng sản Việt Nam hòa hợp hòa giải không? Thì cái người này trả lời là thật, tôi bảo đảm Lisa về là họ sẽ đón mừng Lisa, đón tiếp Lisa. Lisa thấy Ngô Bảo Châu không? Đi về Việt Nam họ cũng xây nhà, xây cửa, cho nhà, cho cửa. Và không biết bao nhiêu người đi về Việt Nam họ đều giang tay ra hết. Lisa cười. Lisa nói, tại sao mà không hòa hợp hòa giải với chính người dân ở trong nước đi, mà lại đi hòa hợp hòa giải với Lisa? Lisa ở nước ngoài có đầy đủ quyền tự do ngôn luận hết rồi. Lisa không cần phải hòa hợp hòa giải. Nha. Cho nên cái chiêu hòa hợp hòa giải của đảng là cái chiêu bịp bợm. Hãy hòa hợp hòa giải với người dân ở trong nước Việt Nam đi. Hãy cho những người dân ở trong nước, đừng lấy đất họ, cho họ tự do lên tiếng nói như Lisa. Đừng bắt bớ họ, đừng hạch sách họ. Như vậy Lisa mới chấp nhận là tấm lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam hòa hợp hòa giải. Còn nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp tục thực thi những hành động khốn nạn mất dạy, Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp tục thi hành những cái luật rừng rú để bắt bớ những tiếng nói mà những đây là kêu bằng đó là lương tâm và lương tri ở tại Việt Nam, thì Lisa không tin những cái điều hòa hợp hòa giải của đảng là thật lòng thật tâm cả. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp tục âm mưu để mà đưa đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng, tiếp tục thực thi chính sách bừng cùng quá người dân bằng cách là hốt đồ hốt đạc, cướp nhà cướp của, cướp đất cướp đai của ông bà, thì đừng bao giờ nói với Lisa hai chữ hòa hợp hòa giải cả. Mặc dù Lisa rất là trẻ tuổi hơn cô Khánh Ly rất là nhiều,
Cô Khánh Ly còn lớn tuổi hơn mẹ của Lisa nữa đó, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà Lisa không hiểu như thế nào mà trong giờ cuối cùng cô ta lại về Việt Nam để Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm nhục như vậy. Người ta nói rằng khi làm chính trị điều tuyệt đối là anh không được phản bội. Cho nên nếu các bạn Việt Nam đã có một tấm lòng sắt son, đã yêu mến tự do, đã yêu mến quốc gia, đã yêu mến dân chủ, thì các bạn tuyệt đối không bao giờ làm việc mà những này là cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi họ sẽ không bao giờ tận dụng các bạn đâu. Các bạn nên nhớ kỹ khái niệm của chính trị nha. Làm chính trị mà các bạn phản bội, không bao giờ người ta tận dụng các bạn. Bởi biết đâu chừng sau này các bạn phản bội ngược lại người ta hay sao. Trong những cái phim, trong những cái tuồng hát cũng vậy. Một người nào mà phản bội thì sớm hay muộn thì người ta cũng không sử dụng, đem ra giết ngay. Bởi vì để mày bên mình, sau này mày phản bội tao nữa thì sao. Cho nên làm chính trị tuyệt đối là người đó phải tuyệt đối trung can nghĩa đạp và trung thành tuyệt đối. Anh đã là quốc gia, anh đã lên án Đảng Cộng sản Việt Nam, anh đã rời khỏi đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam, thì anh luôn luôn sắt son bên mình là người Việt quốc gia và không bao giờ đi đêm với Cộng sản. Cho nên cô Khánh Ly thật sự về Việt Nam mà cô ta khóc hoặc cô ta bị, nhưng mà là không ai coi, không phải người dân không coi đâu, nhưng mà người ta khinh bỉ cô Khánh Ly. Bởi vì ai cũng biết cô Khánh Ly là một tiếng hát mà chống cộng từ thời trẻ, từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến bây giờ. Cô ta đã ca những cái bài nhạc mà Sài Gòn mất rồi lại mang tên xác người. Những cái bài nhạc đó đã làm nức lòng bao nhiêu người Việt ở hải ngoại. Kể cả trong nước cũng lắng nghe những tiếng hát của cô. Nhưng bây giờ cô ta vì trong một cái phút mà những này là kêu bằng là nông nổi, mà cô ta phải đi về Việt Nam để hợp tác, để ca hát ở trong nước Việt Nam, cho nên bị Cộng sản làm nhục. Và người dân Việt Nam họ đã biết được những người ca nghệ sĩ này là những thành phần thuộc về là xướng ca vô lỗi, cho nên họ không bao giờ ủng hộ. Họ có ủng hộ những tiếng hát trẻ bây giờ, chứ những tiếng hát thật ra cô ta già cả rồi, ca cũng đâu có còn như ngày xưa nữa đâu. Nhưng mà người ta sở dĩ người ta ủng hộ là bởi vì người ta ủng hộ cái tinh thần của cô ta. Còn bây giờ nếu mà cái tinh thần cô ta bị mất hoàn toàn, bây giờ về cô ta có ca cỡ nào cũng không ai thèm đi coi cả. Nha. Yeah. Nó như vậy mà thôi. Bởi vậy mà cho nên nó Lisa không muốn đề cập nhiều. Và vấn đề là những người ca nghệ sĩ Lisa không muốn đề cập. Dẫu biết rằng họ về Việt Nam để mà họ ca hát, họ chỉ kiếm tiền mà thôi. Nhưng mà Lisa vấn đề là rất là buồn, là bởi vì người dân Việt Nam đang bị đè bẹp, đang bị khổ cực như vậy, mà tại sao mình về mình ca hát để mình gom lấy những cái đồng tiền đó mình ăn sung sướng được. Lisa không hiểu nổi. Ở bên Mỹ này tại sao không đi làm một năm 40-50 ngàn, đi làm hãng cũng được vậy đó, đâu có cần phải mà những này là kêu bằng là đi về Việt Nam để ca hát để mà lấy đồng tiền. Đồng tiền đó là đồng tiền xương máu của những người dân Việt Nam của mình. Mình cho không hết đó thì tại sao mà mình đi về đó để mình tìm cách mình lấy tiền của người ta. Một năm người ta làm chưa tới 200 đô la, trong khi mình bên đây một năm mình có 50-60 ngàn đô nếu mình chịu đi làm. Thì tại sao phải đi về Việt Nam để lấy những cái đồng tiền bạc cắt của người dân Việt Nam? Đây là một điều mà Lisa không thể nào hiểu được. Cho dù anh về Việt Nam anh ca hay cỡ nào, anh về Việt Nam anh có đóng phim giỏi cỡ nào, thì anh cũng bóc lột, tiếp tay với đảng để bóc lột. Bởi vì anh về anh không ca được những bài nhạc mà nó mang tính chất để cho vấn đề là kêu bằng đó là người dân Việt Nam người ta hiểu, mà anh ca những bài nhạc đều bị kiểm soát từ ban thông tin văn hóa cả. Bài nào họ cho ca thì mới được quyền ca, còn bài nào họ không cho ca thì không được quyền ca. Anh về Việt Nam anh đóng phim cũng vậy, phim họ kiểm duyệt đàng hoàng, họ cho anh mới phát hành, còn họ không cho thì họ bắt đầu họ cấp luôn, là anh phá sản, anh sập tiệm đó, Sài Gòn Chợ Lớn đó. Phim Sài Gòn Chợ Lớn đó, bỏ ra gần cả tỷ đô la, rốt cuộc là có đem được một đồng thu su các bạn nào về đây đâu. Cho nên văn hóa vận của Cộng sản Việt Nam, họ cố tình đem qua bên hải ngoại này. Nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận, những người Việt ở bên đây cũng phải nên cẩn thận. Đừng vì một chút nào đó rồi bắt đầu nghe họ nói rằng tôi qua đây tôi chỉ có vấn đề là ca hát cho mọi người đồng hương nghe này kia kia nọ bla bla bla, rồi bắt đầu là tiếp tay. Sau đó họ sẽ lồng vào. Bây giờ thì họ chưa dám lồng vào, họ cũng giả bộ đem qua đây những cái bài nhạc mà cho vấn đề là kêu bằng là mình yêu thích, nhưng mà chỉ nói về tình quê hương thôi.
Em xin mời anh đi về quê ngoại một lần thôi đó, giả bộ ca những cái bài nhạc đó để mà kéo gọi cái tình thương của mọi người bên đây để đi về Việt Nam. Mà hễ về Việt Nam là đem tiền về Việt Nam thì nuôi cái chế độ này. Hoặc là anh nghe gì không hỡi anh, con chim nó hót trên đầu đường. Anh nghe gì không hỡi anh, con chim nó hót trên cành me. Các bạn ấy giả bộ đưa những cái bài nhạc tình tự quê hương để mà lôi cuốn những người Việt này về Việt Nam. Cho nên ca những bài này Lisa không có nghe. Lisa thích nghe những cái bài chẳng hạn như là có con chim đa đa nó đậu cành đa, sao em không lấy chồng gần mà em lại lấy chồng xa, bởi vì chồng xa nó ở Canada nó có nhiều đô la đó, cho nên em đi thôi. Cho nên những bài là em con chim nó bay biển Bắc anh tìm biển Đông, anh tìm chi cho mất công, Mỹ Canada em đã giọt mẹ qua bển rồi, cho nên anh khỏi tìm, tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông, anh tìm chi cho mất công, Canada với Mỹ em đã dông mới đi mất rồi đó. Những cái bài vậy thì Lisa nghe thôi, chứ đừng có đem mấy cái bài quê hương ra rồi để chiêu dụ Lisa này kia kia nọ, mệt lắm. Ngày nay ở trên YouTube Lisa muốn đi đến du lịch tỉnh nào nơi nào chỉ cần bấm lên là Lisa vào coi sạch sẽ. Thậm chí những cái cuộc mà vấn đề là vui chơi của những em bé, họ cũng quay những cái video gửi lên. Hoặc là thậm chí ngồi uống rượu với nhau, hoặc là ngồi nhâm nhi với nhau, đờn ca tài tử, Lisa cũng vào coi được, giống như mình đang đi du lịch vậy thôi. Cho nên đâu cần phải về, biết đâu chừng Lisa về Việt Nam cũng không có đi được nhiều nơi như vậy. Mỗi một ngày Lisa lên YouTube coi không biết bao nhiêu tỉnh thành, những cái nơi danh lam thắng cảnh ở Việt Nam Lisa đều truy cập vào hết, họ đều đưa lên trên đây hết. Thậm chí muốn coi những cái cuộc giải trí đá gà chỉ cần bắt vô cái là vô nghe tiếng nói của những anh trai Việt Nam. Ê mày đá mấy xị, mày đá ông tám hai xị nè, tao đá mày một chai luôn nè. Ê mày đá với con chập phải không, tao bắt con chập đó, mày bắt con thét đi. Ở tên đấy nó tràn lan ở trên mạng hết rồi đó. Cho nên những này là cái bạn đó là rồi bắt đầu là những cái gì mà vui chơi Việt Nam Lisa đều cập nhật lên hết, đâu cần phải về Việt Nam, đâu cần phải về đâu. Vũ trường nơi nào Lisa cũng lên coi được, cũng quay nó đưa lên hết. Bởi vì thời nay là khoa học tân tiến, internet là nó bằng nằm rộn trong cái lòng bàn tay của mình. Tuyệt đối những ca sĩ nghệ sĩ nào mà đã ở bên đây thì hãy nên cẩn thận nghe lời nói của Lisa nha, mà chớ bao giờ theo cái vết chân đổ của cô Khánh Ly nha. Thật sự Lisa rất là tiếc cho cô Khánh Ly, bởi vì cô Khánh Ly đã làm một cái chuyện mà phải nói rằng là khi mà vấn đề là kêu bằng là cuối đời cô ta làm một cái chuyện mà Lisa thấy rất là buồn. Những cái dòng nhạc mà ngày xưa cô ta ca đó, ai ai người ta cũng khen nức nở, vậy mà đến cuối đời cô ta bây giờ lại bị thê thảm ở ngay trên Sài Gòn, ca không ai coi, không ai nghe hết. Cho nên sẵn đây Lisa mời quý vị trước khi kết thúc chương trình hãy nghe lại một nhạc phẩm của cô Khánh Ly. Dẫu sao cũng là một tiếng nói chống cộng, cho nên Lisa rất là ngưỡng mộ. Mong rằng cô Khánh Ly sẽ ngồi để suy nghĩ lại, rồi thôi hãy trở về bên Mỹ này. Cộng đồng người Việt quốc gia lúc nào cũng dang rộng bàn tay. Hãy về lại với quốc gia và hãy nên cất lên tiếng hát ngày nào cho người dân Việt Nam bớt đi đọa đài. Đã nhìn được bản mặt thú vật của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi thì coi như đã biết rõ được bộ mặt của chúng nha. Mời quý vị và các bạn nghe để kết thúc chương trình. Yeah.
các bạn thấy những cái bài nhạc mà ngày xưa cái giọng của Khánh Ly nó khi ca lên người ta nghe não luôn. Quý vị đã nghe một bài nhạc mà ngày nào Khánh Ly đã từng ca để mà làm cho bao nhiêu triệu con tim người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước rất là những đây là kêu bằng là rơi nước mắt khi mà Sài Gòn chết rồi lại mang tên một xác người. Mà bây giờ mọi người đang ngỡ ngàng biết rằng xác đó là xác của một tên Tào Cộng, chính là thiếu tá Hồ Quang. Và 20 năm trời quê hương Việt Nam phải bị chịu chia cắt, phải bị chia lìa bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.
thì chúng ta là thế hệ tuổi trẻ, mong rằng các bạn trẻ Việt Nam phải khẳng khái, phải thông minh, phải dũng mãnh để nhìn ra sự thật và quyết chiến đấu, không thể nào chấp nhận và làm việc hoặc là chúng ta tiếp tay cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhất định quê hương phải có một tự do dân chủ, nhất định quê hương phải không còn bóng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải triệt tiêu bóng Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khai Dân Trí sắp tới. Xin cảm tạ.